Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tháng 4 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, tiền về chật két, ẵm 100 tỷ về tài khoản, cực giàu. Chào mừng quý khán giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục tháng mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý cô bác anh chị Mậu Thân thân mến, trên đời này chẳng có ai là không muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người dù tốt hay xấu đều phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nhau. Cuộc đời của con người rất sợ là ám ảnh việc nợ nần túng thiếu. Nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh sẽ có lúc Mậu Thân phải đối mặt với nhiều điều không mong muốn. Trong đó, chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi lần viết về năm sinh năm 1968, trong đầu tôi luôn hiện hữu một câu nói lên voi xuống chó, thành công thất bại cứ xoay vần một cách vô thường. Và đấy cũng là mệnh bao năm nay của những con người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Không cần biết nam hay nữ sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân là những người có tài, có trí, có trình độ, thông minh, nhanh nhẹn, biết ngoại giao, biết đa nghi, biết nhìn thấu lòng người, biết khéo léo trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, họ lại chưa gặp được thời thế để thành công, mà cứ mãi long đong trong mớ bòng bong của cuộc đời. Tôi biết cô bác anh chị cũng đang mệt mỏi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không phải thần thánh, không phải cho cô bác anh chị được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy đến trong tương lai để giúp cô bác anh chị có thể cải vận, thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 ba đại họa cần phải lưu ý và tránh trong tháng 4 âm lịch này, giúp cô bác anh chị đánh bay vận hạn, xóa sạch tai ương, cải đổi số phận, biến hung thành cát. Vậy, diễn biến tử vi tháng 4 âm lịch của cô bác anh chị tuổi Mậu Thân gặp những đại họa nào, cách hóa giải ra sao để giữ nguyên tài lộc của mình, tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây. Mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi hết video và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng để khai hóa đổi vận của mình nhé. Quý cô bác anh chị Mậu Thân thân mến, nếu Mậu Thân đã từng thử và Mậu Thân đã từng thua, không sao cả, vì ít nhất rằng Mậu Thân đã dám thử. Hãy đứng dậy và thử lại một lần nữa, truy thành công, ngóng trông thành tựu, và rất có thể lần này Mậu Thân sẽ lại tiếp tục thua. Thành công mà dễ quá thì đời đâu có ai nghèo khó khổ đau, nhưng lần này tuy vẫn là thua, nhưng Mậu Thân sẽ thua một trận đẹp hơn, thua ở một vị thế xuất sắc hơn. Người ta hay bảo, thất bại là mẹ của thành công mà, nếu thất bại lâu quá, nhiều quá, thời gian dài quá, thì nâng lên thất bại là bà ngoại của thành công cũng được, nhưng dù là mẹ hay là bà ngoại, thì cái trải nghiệm đắng cay của sự thất bại quả là khó nuốt nổi lắm thay, lắm khi chẳng mong thành công nữa, mà chỉ chờ thành thụ. Thụ ở đây là thụ động, tức mặc kệ đời. Không ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi, người ta cần học hỏi và trau dồi tri thức. Cũng không ai tự nhiên sinh ra đã thông tuệ và nhiều kinh nghiệm, thông thái, người ta cần trải nghiệm đủ góc độ mỏi mệt của nhân sinh. Kiên cường không phải là bẩm sinh, nó là sự lựa chọn kiên trì, không phải là thứ trời ban, nó cũng là một khả năng được rèn giũa lại. Nói để thoát khỏi nỗi đau, quên đi thất bại thì chấp nhận nó là bước đầu tiên chữa lành tổn thương, là bước thứ hai và bước thứ ba để thoát khỏi, hoàn toàn là trưởng thành lên,
lớn mạnh lên, thông thái lên, tài giỏi lên, kiên cường lên, để vạn sự có thể nằm ở trong tay, tự bản thân ta chọn chứ không còn là một kẻ mù mờ, ngu ngơ, thua đổ tại số, yếu đổ tại vận, mất đổ tại thời cuộc may rủi xung quanh. Tuy cuộc đời phức tạp không đơn giản như tai giải toán trong trường học, nhưng cơ bản nó khá giống nhau. Làm lần một sai thì xé nháp làm lại, làm lần hai thì ngẫm nghỉ rồi làm lại, làm mãi rồi cũng sẽ đúng, miễn là mậu thân còn làm vào mỗi ngày, mỗi tháng, từng chút một, mọi thứ sẽ dần trở nên dễ dàng hơn, vì kẻ trí luôn biết học hỏi từ sự sai và kẻ sai nhiều mà biết ngẫm lại lắm, cũng sẽ là người trưởng thành và lớn mạnh. Nhìn lại để học hỏi, chứ không phải để đắm chìm trong đấy rồi lại ủ ê, trầm mê suy tư, chán nản, hãy tự tin lên mậu thân nhé, vì tất cả giờ mới chỉ là bắt đầu. Còn nhớ câu này chứ, ngựa chỉ cần đi đúng đường, thì tất cất vó mà phi nước đại một mạch về đích, thẳng đến thành công. Nếu mậu thân đã đi nhầm, vậy thì giản đơn là đi lại. Nếu mậu thân đã chọn đường đúng, dù chỉ là bước một, dù giờ so với mậu thân bẻ mình chưa bằng họ, thì trong 2024 đến 2025 này, mậu thân sẽ được thời vận vụt mạnh tiến mau. Mong mậu thân luôn có thể sống đời với bản thân mình, dù lên hay xuống, dù thăng hay trầm, dù thành hay bại, dù được hay mất, cũng đừng chùn bước mà tiến về phía trước nhé. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Thân nhận thấy, đây là thời điểm vận trình của bản mệnh biến động mạnh, hung cát khó lường. Có thể trước đó, Mậu Thân đang gặt hái thành công được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ngay sau đó, Mậu Thân lại phải đối diện với những lời đồn không hay về mình. Dưới tác động của nhị hợp, Mậu Thân thông minh, nhanh nhẹn đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể, cấp trên có thể yên tâm giao cho Mậu Thân nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, chính điều đó cũng khiến Mậu Thân nảy sinh kiêu ngạo, hãy chú ý cách hành xử của mình, chớ coi thường người khác, kẻo cục diện tương hình sẽ đem tới những kẻ tiểu nhân gây họa cho Mậu Thân. Phương diện tài lộc lúc tốt, lúc xấu, Mậu Thân có thể nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó của mình, nhưng cũng có thể phải chi tiêu nhiều để giúp đỡ người khác, có lúc còn làm ơn mắc oán, vừa tốn tiền, vừa khiến mọi chuyện tiến triển xấu đi. Hơn nữa, tháng này Mậu Thân còn tốn nhiều tiền để mua bán, trưng diện cho mình. Phương diện tình cảm cũng hung cát khó lường, người độc thân để ý hơn tới ngoại hình dưới tác động của một dục, nhưng vì thế mà Mậu Thân cũng có thể thu hút sự chú ý của cả những người không đứng đắn. Hãy cẩn thận trước khi bước chân vào một mối quan hệ. Người có gia đình thì cần chủ động giữ khoảng cách với người khác. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, bước sang tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đầu tháng có chính tài gặp suy, nên vận trình công danh, sự nghiệp chưa mấy thuận lợi, người tuổi Mậu Thân trở nên thiếu tinh thần cầu tiến vươn lên, công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước, trốn tránh, tâm lý yếu đuối, không chịu được áp lực dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Có thể thấy tháng này người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 khá kín tiếng trong công việc, đồng thời suy nghĩ đi làm cũng khá tạm bợ và thờ ơ. Thực thần hãm địa tọa mạng là một trong 10 vị thần của bát tự luận mệnh, nó hàm ý nó về tư duy và thế giới tinh thần. Vì ngũ hành người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vào hung vận, nên thực thần sẽ biến bạn thành một kẻ vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, cách làm việc chỉ bo bo cho mình, khiến quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xấu đi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới bước thăng tiến nghề nghiệp của bản mệnh. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có những suy nghĩ mơ mộng, không thực tế, cũng khiến công việc của bạn khó tiến triển, quan điểm phi thực tế, dẫn tới mọi việc không được thực hiện trọn vẹn. May mắn là tháng này, người tuổi Mậu Thân gặp được cục diện ngũ hành tam hội tọa cung mạng, điều này sẽ giúp cho bạn được sở hữu tinh thần tranh đấu cao trong mọi mặt, vận trình vẫn có những điểm sáng. Vận khí của ngũ hành tuy vẫn chưa mạnh, cho nên về công việc và cuộc sống cũng có những xáo trộn, mà bản mệnh đòi hỏi cần phải có tư duy nhanh nhạy, tránh sự, thờ ơ, lạnh lùng, bàng quang trước mọi việc sẽ khiến vận xã giao cũng như sự nghiệp của mình bị cản trở. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp của người tuổi Canh Thân nếu đang làm các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng,
với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp cho bạn có được những thành tựu lớn trong thương trường. Và con đường sự nghiệp tuổi Mậu Thân hơn người và cũng khó đoán, bởi bạn là mẫu người đa tài, lắm kế, người theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, bạn sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Nhưng dù bạn có đi theo con đường nào, thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao, bởi bạn là người có tài, có tâm, lại kiên cường vươn lên, không biết mệt mỏi. Quan trọng hơn là bạn nắm trong mình lộc cách thiên phú, sẽ giúp cho bạn đạt được kết quả như ý. Đặc biệt, trong tháng cũng có nguyệt lệnh lâm mộ xuất hiện, tâm tính bản mệnh dễ thay đổi. Bạn cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo lại phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh là người có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi là bạn sẽ được như ý. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đầu tháng Kỷ Tỵ, về mặt tài vận của người tuổi Mậu Thân, không được ngũ hành ủng hộ, mọi dự tính về tài lộc có thể sẽ bị chững lại, tinh thần thiếu đi sự hăng hái, nhiệt huyết, nên cũng không có suy nghĩ phải tìm cách để giải quyết những khó khăn về tài chính. Đến giữa tháng, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, gặp được các tinh thiên đức chiếu mệnh, vận quý nhân vượng, quý nhân xuất hiện để giúp cho bạn cải thiện vận mạng của mình. Bởi thiên đức quý nhân, dù là nam hay nữ mệnh đều tốt, nó mang tới tính cách lương thiện, hành sự trí công vô tư, thẳng thắn, nên vận thế của bạn sẽ có nhiều người giúp đỡ. Lúc gặp khó khăn cũng không quá bi đát, cần phát huy nghị lực của bản thân, có tấm lòng từ bi, làm gì cũng cần có sự cảm thông, thì sẽ đem tới quý khí vào phúc phận. Kinh dịch đã nói rằng, thiên đức cát tinh hiện ra tất dư khánh, tức là mệnh chủ sẽ gặp hung hóa cát. Người tuổi Mậu Thân thông minh, biết cách quản lý về tiền bạc, biết tích lũy và đầu tư, nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên Mậu Thân có được cho mình một khoản kha khá. Tử vi tuổi Mậu Thân cuối tháng 4 âm lịch, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định nên không thiếu thốn. Với năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tất nhiên, có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Về thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể, khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà hoặc được thưởng hoa hồng, lợi tức, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn nên cẩn thận, cần đề cao cảnh giác, đừng để bản thân mình bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật, mất tiền hao của nhé. Về hương diện tình cảm, bước sang tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đây cũng là tháng mà người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có được đào hoa nở rộ, có lợi nhất đối với người độc thân. Bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ xã giao. Rất có thể trong tháng này, bạn sẽ được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới. Đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao, bạn cũng nên hạ thấp các tiêu chí của bản thân một chút để đón nhận tình cảm chân thành từ người ấy. Cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu. Bên cạnh đó, nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình, có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không, phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn. Khi trái tim đã rung động, bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình của mình với người ấy, do dự quá lâu, cơ hội sẽ trôi qua mất. Đối với các cặp đôi hay vợ chồng, lại có điểm báo dễ gặp rắc rối, do đào hoa quá vượng, có thể do tính chất công việc, khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Trong trường hợp này, nếu bạn không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm rất dễ xảy ra, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Lời khuyên của chúng tôi dành cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 là làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, hãy nghĩ tới gia đình và nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh, tránh đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh bi thương. Về phương diện sức khỏe,
Tiếc là vấn đề sức khỏe của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 không thực sự lý tưởng trong thời điểm này. Bạch hổ hung tinh mang tới nhiều dấu hiệu xấu, bản mệnh tuổi Mậu Thân cần hết sức cẩn trọng. Khi tham gia giao thông, hoặc khi lao động chân tay, hay sử dụng đồ vật sắc nhọn, nếu không cẩn thận dễ vướng họa huyết quang. Bạn đừng nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của bạn không chỉ khiến cơ thể mình phải chịu tổn thương, mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn tuổi Mậu Thân nên nhớ là duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, không nên thức khuya, dậy sớm, hoặc ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ, hoặc cay nóng, dễ gây tác động xấu cho dạ dày, làm cho sức đề kháng bị suy giảm, ảnh hưởng sức khỏe. Vậy, vận trình tử vi chi tiết trong từng tuần của cô bác anh chị tuổi Mậu Thân diễn biến ra sao? Cẩm năng vượng vận như thế nào? Cô bác anh chị hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé! Tử vi tuần đầu tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo tử vi tuần đầu tháng 4 âm lịch, dưới tác động song song của cục diện nhị hợp và tương hình, người tuổi Mậu Thân có nhiều điều cần phải chú ý trên phương diện sự nghiệp. Trong tuần này, tuổi Mậu Thân chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể đẩy mình vướng vào rắc rối, tốn nhiều thời gian và công sức giải quyết. Thời điểm này, Mậu Thân giữ được đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, nên có thể nhanh chóng hiểu được nội dung công việc, hiểu được ý của lãnh đạo. Những đóng góp của Mậu Thân trong tập thể được lãnh đạo đánh giá rất cao và cũng được không ít người ngưỡng mộ. Cấp trên có thể giao cho Mậu Thân những nhiệm vụ khá quan trọng đấy. Công việc trọng đại nhưng cũng không kém phần nặng nề. Vì vậy, Mậu Thân nên sắp xếp kế hoạch, làm việc khoa học, tránh làm việc quá sức. Đồng thời nếu cần thiết, hãy san sẻ gánh nặng với mọi người. Không nên tự mình gánh vác mọi việc, thậm chí gánh cả việc cho người khác. Tương hại khuyên Mậu Thân hãy luôn giữ sự khiêm tốn của mình. Bất kể Mậu Thân có gặt hái được thành công lớn hay được cấp trên ưu ái thế nào, cách hành xử quyết định xung quanh Mậu Thân có nhiều bạn bè hay tiểu nhân, hãy luôn tỉnh táo trong việc tiếp nhận các thông tin. Kẻ tiểu nhân ghen ghét với Mậu Thân có thể xuất hiện xung quanh và đưa cho Mậu Thân những tin tức không chính xác hoặc tạo ra lời đồn thổi, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Mậu Thân. Khi rơi vào tình huống không như ý, hãy giữ lý trí của mình để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân lúc tốt, lúc xấu. Trong tuần này, có những lúc Mậu Thân sẽ thấy tiền chảy ào ào vào trong túi, nhưng cũng có những lúc phải tốn rất nhiều tiền cho việc này, việc khác, tiền trong tay không giữ được bao lâu đã phải chi tiêu. Nhờ có nhị hợp giúp sức, Mậu Thân nhanh nhạy, nên dễ nắm bắt được xu hướng của thị trường, thậm chí đi tắt đón đầu. Dù vất vả nhưng tiền đổ về túi nhanh chóng, thậm chí còn giúp được những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm công ăn lương, Mậu Thân có thể gặt hái được thành công trong công việc, nên các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Cát tinh thiên đức cho thấy, một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, bản mệnh trở nên xem thường sức ảnh hưởng của cục diện tương hình và âm sắc xung quanh. Mậu Thân vẫn không thiếu các đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ tiểu nhân lăm le tìm cơ hội cướp khách hàng hoặc lợi nhuận của bạn. Vì vậy, hãy thận trọng trong việc lắng nghe và kiểm chứng thông tin, đừng vội vàng tin theo lời của bất cứ ai. Nguyệt lệnh lâm mộc dục cho thấy, thời điểm này Mậu Thân còn tốn thêm tiền cho các hoạt động mua bán, sắm sửa và trưng diện, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Song Mậu Thân cũng cần chi tiêu hợp lý, kẻo rơi vào cảnh cháy túi nhé. Tử vi tuần đầu tháng 4 âm lịch khuyên người tuổi Mậu Thân không nên nhẹ dạ cả tin trong chuyện tình cảm vào tuần này. Không phải ai cũng chân thành với bạn và tiếp xúc với bạn với mục đích trong sáng. Căn cứ tử vi tuần đầu tháng 4 âm lịch của 12 con giáp, nhìn chung, người tuổi Mậu Thân cũng không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng về sức khỏe trong tuần đầu tháng 4 âm lịch này. Tuy nhiên, công việc vất vả, cực nhọc, lại luôn có kẻ tiểu nhân rình rập, sẽ khiến Mậu Thân hơi mệt mỏi một chút. Hãy xây dựng thời gian biểu khoa học, ăn uống lành mạnh, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh, đầu óc được tỉnh táo. Đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, bởi công việc có thể sẽ không thể xong ngay lập tức trong ngày một ngày hai được. Nếu thấy mọi việc vừa quá sức của mình, đừng ngại san sẻ với người khác để được giúp đỡ kịp thời. Bạn sẽ không phải một mình gánh vác mọi việc. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Con số may mắn, 57, 69, 73. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi tuần thứ 2 mang tới nhiều tin tức tốt cho con giáp tuổi Mậu Thân.
bản mệnh có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Các kế hoạch lâu dài đóng vai trò quan trọng trong tuần này. Bản mệnh nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn. Điều khiến mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua. Nhờ thế, Mậu Thân sẽ thoát ra khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng. Khi cuộc sống chẳng như ý, Mậu Thân có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mình mong đợi. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Thân cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc đang diễn ra êm đềm. Lúc này, vẫn có âm sắc xuất hiện, cảnh báo có người âm thầm, âm mưu bằng trò lừa bịp của mình. Do đó, Mậu Thân phải đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ mà họ đã vẽ ra, để hòng lừa được Mậu Thân. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch, lục bạch ngụ cung Đông Bắc cho thấy, người mệnh này có điểm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền, không thể tin được Mậu Thân có thể thu nhiều lợi nhuận về mình. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ, để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả, hãy học cách khiêm tốn, tránh huênh hoang, gây cho người khác ác cảm. Đây cũng là giai đoạn cần giải quyết khủng hoảng tài chính, dàn xếp những khúc mắc trong hợp tác đầu tư, nên chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn về mặt vật chất để cuộc sống có sự chủ động. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, thái âm cát tình rất tốt cho nữ mệnh về vận trình tình duyên. Những cặp vợ chồng có được thời gian ý nghĩa bên nhau, những bữa cơm gia đình đầm ấm, giúp cả hai gắn kết tình cảm. Do đó, dù bận thế nào, cũng sắp xếp thời gian để trở về nhà sớm Mậu Thân nhé. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe nhanh chóng. Nếu có mục tiêu nào về cân nặng hay cải thiện vấn đề tinh thần, thì nên thiết lập sớm và hành động ngay nhé. Tập thể dục cũng là một cách thư giãn hiệu quả cho bản mệnh trong thời gian này, vì Mậu Thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được vận động. Một bài thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ là điều lý tưởng nhất để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi đấy. Quý nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Mão. Màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Con số may mắn, 48, 59, 68. Tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Bước sang tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch, người tuổi Mậu Thân nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Mậu Thân có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là thời điểm sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của Mậu Thân sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình, sự đánh giá cao của những người xung quanh. Tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình thứ tự, đổi lại Mậu Thân sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt, thăng tiến cao trong tuần này. Đặc biệt, có nguyệt lệnh lâm đất lâm quang ủng hộ, tuần này, bản mệnh còn có điểm báo được tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có. Mậu Thân nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức, hãy chịu khó học hỏi, trau dồi. Chắc chắn sẽ tới lúc Mậu Thân có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những Mậu Thân đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức. Vì đây là thời điểm vàng Mậu Thân nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình, tam hội cũng còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ. Hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhìn chung, đây sẽ là thời điểm cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà Mậu Thân đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Theo tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch của 12 con giáp, công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Mậu Thân cũng có khá nhiều điểm sáng. Trong tuần này có tam hội cục lại, thêm nguyệt lệnh lâm quang chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Bản mệnh làm bao nhiêu, bấy nhiêu nỗ lực bỏ ra sẽ thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, Mậu Thân có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao.
người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của Mậu Thân cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả, thu nhập tăng tiến. Nhưng đổi lại, Mậu Thân sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn, do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần Mậu Thân đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, Mậu Thân cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng, để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bạn sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Công việc bận rộn, bạn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Mậu Thân bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình. Nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Mậu Thân, khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và người thân. Nhờ vậy, Mậu Thân cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích, hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, còn cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Về sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần tuổi Mậu Thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy, Mậu Thân càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Con số may mắn, 39, 47, 68. Tử vi tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần thứ tư tháng 4 âm lịch của 12 con giáp có thể có tiểu nhân quấy phá, nhưng bên cạnh đó vẫn có người hỗ trợ Mậu Thân, do đó những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của con giáp tuổi Mậu Thân khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy nghĩ theo hướng mới và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào hoàn toàn do cách Mậu Thân phản ứng với những sự việc xảy ra. Liệu những người xung quanh có đang nhìn nhận bạn đúng theo hình ảnh mà bạn đang xây dựng không? Đây là tuần mà chính bản thân người tuổi Mậu Thân muốn tìm kiếm câu trả lời và giải pháp cho câu hỏi này. Tuần này có thực thần ghé thăm, nhờ đó mà người tuổi Mậu Thân sẽ được hỗ trợ rất nhiều cả về khía cạnh tinh thần lẫn tiền bạc. Mậu Thân đừng lo rằng mình không đủ năng lực, chỉ cần nhờ tới người giỏi hơn về lĩnh vực đó là được, không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá đâu. Có thể nói, năng lực cá nhân không hẳn là không được đánh giá cao, nhưng chắc chắn sẽ không thể sánh được với năng lực của tập thể. Các công việc đội nhóm sẽ gặt hái nhiều thành tựu nếu Mậu Thân tìm được mảnh ghép thích hợp cho tập thể. Tử vi tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Thân đang có dấu hiệu tăng tiến dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Một số khoản đầu tư của Mậu Thân trong tháng gần đã bắt đầu có lãi. Tuy Mậu Thân chỉ mới thu về khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng về cơ bản, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã đi đúng hướng. Muốn tài lộc tăng tiến hơn nữa thì Mậu Thân cần phải nỗ lực nhiều hơn. Với người làm công ăn lương, nếu bạn thấy năng lực của bản thân đã được khẳng định sau một thời gian mà chưa được ghi nhận, thì hãy tìm cách cải thiện. Nói cách khác, bản mệnh cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân. Nếu bạn cho rằng mức lương hiện tại không xứng với công sức bỏ ra, hoặc nếu có thể, hãy bán đi tài năng sẵn có cũng là một cách để bạn mở rộng thu nhập cho mình. Dù ở trường hợp nào cũng đừng để người khác dùng miễn phí khả năng của mình nhé. Tử vi cho thấy, dường như có ai đó đang xuất hiện làm xáo động cuộc sống của con giáp tuổi Mậu Thân, nhưng may mắn đó là những thay đổi tích cực, giúp Mậu Thân sắp xếp lại mọi thứ theo cách khoa học và ý nghĩa hơn. Thời gian này có nhiều lời mời mà bản mệnh khó có thể từ chối, thế nhưng đừng vì thế mà uống rượu bia quá nhiều. Nguyệt lệnh lâm bệnh chủ về bệnh tật, lười biếng khiến sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu sa sút. Đã bao lâu Mậu Thân không tập thể dục rồi? Có thể đó là thói quen trong thời gian ngắn, Mậu Thân không thể duy trì cho tới thời điểm hiện tại. Quý nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Con số may mắn, 55, 67, 82. Quý khán giả thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi,
hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Mậu Thân là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mùng 1 âm lịch, mệnh cát tường, nam có tài năng thiên phú, nữ hiền lành xinh đẹp, cả hai đều có năng lực làm việc, có thể tự gây dựng sự nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt. Người tuổi Mậu Thân sinh mùng 5 âm lịch là người có thiên tính thông minh, bất luận là khả năng hay dũng khí đều mạnh mẽ hơn người, giỏi tùy cơ ứng biến, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với thời cuộc, có thể vừa qua sóng gió. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mùng 9 âm lịch có đầu óc linh hoạt, ý chí cầu tiến và tham vọng mạnh làm việc tới nơi tới chốn, thích hợp với công việc kinh doanh. Người này tính cách can trường, không lùi bước trước khó khăn, không ngại tranh đấu với người khác. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mùng 10 âm lịch, nam nữ đều cát lợi, nam chủ khôi ngô, nhanh nhẹn, nữ chủ thông minh, xinh đẹp, tính cách trầm ổn, phóng khoáng, là người chính trực, thẳng thắn, xử sự chân thành. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 14 âm lịch, mệnh mang đại cát, phúc ấm tổ tiên, được sự giúp đỡ đắc lực của cha mẹ và quý nhân, một đời phú quý, không cần lo lắng nhiều. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 25 âm lịch, lá số tốt đẹp, có thiên hướng đọc sách, có trí, có tài, không hề nhàn hạ nhưng lại đắc lợi mạnh, con đường quan lộc cực kỳ rộng mở. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 27 âm lịch, nam mệnh thông minh, giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt, có khả năng kinh doanh, có khả năng làm giàu, nhất là từ trung niên, nữ mệnh thanh tú, tươi đẹp, ngoại hình có khí chất tao nhã. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 28 âm lịch là người mang mệnh có quan tinh chiếu sáng, trời sinh giỏi lãnh đạo, công thành danh toại, có chức, có quyền, người này luôn có chí hướng tiên phong, vượt lên trên người khác. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn. Từ đó, quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, vui lòng để lại thông tin xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.